Đấy, đường Nguyễn Văn Linh gần đèn đỏ đây. Đứng nhìn thấy đèn đỏ luôn đó. Ngay lúc này. Đó, đường Nguyễn Văn Linh ngay lúc này đang cần cứu trợ xuồng. Đường Nguyễn Văn Linh đang cần cứu trợ xuồng. Bé xe chết máy đây, xe đạp điện chết máy rồi. Đường Nguyễn Văn Linh đang cần cứu trợ xuồng để đi. Xe chết máy. Đúng rồi. Đang cần một chiếc xuồng cứu trợ chở chiếc xe chết máy đi ra khỏi khu vực ngập. Người Hoa Linh ngay lúc này đây đang cần xuồng cứu trợ kéo xe ngập đi, xe chết máy rất nhiều, đang đứng kia là xe chết máy không đi được nữa. Đây đang dư nước đây. Nguyễn Văn Linh đang dư nước ngọt. Đường Nguyễn Văn Linh đang dư nước ngọt. Sắp bệnh còn thuốc nước binh.